Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi bất ngờ hé lộ bí mật cực chính xác. Đúng từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Nổ lộc trúng lớn liên tiếp, đổi kiếp giàu sang phú quý, cuộc sống sung túc đủ đầy, tuổi già an nhàn sung sướng. Quý khán giả thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và ngập tràn niềm vui, đôi lúc nó cũng khiến ta rất đau buồn, thất vọng. Có người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã, mất hết niềm tin, sống lẫn duệ khí sinh tồn, nhưng cũng có người càng bất hạnh, càng nghịch cảnh, thì động lực vươn lên trong họ lại càng lớn, họ nén hết cay đắng xuống, tạo thành một lực đẩy để bật ra khỏi dũng lầy dưới chân mình. Nhân sinh luôn có những điều tiếc nuối không thể bù đắp được, luôn có những việc ngoài ý muốn không thể làm khác được. Cuộc sống có quá nhiều tình huống bất đắc dĩ, quá nhiều việc là lực bất tòng tâm. Trong khó khăn nên học được lạc quan, vui vẻ, đừng để cho những việc vặt ảnh hưởng đến hạnh phúc của Mậu Tuất. Đừng để cho áp lực ảnh hưởng đến tâm tình, đừng để cho cảm xúc làm mất đi nụ cười trên môi. Trời cao luôn công bằng, vì Mậu Tuất mà đóng cánh cửa này thì cũng sẽ mở cho Mậu Tuất một cánh cửa khác. Nếu như ông trời nhất thời không để ý đến Mậu Tuất, con đường phía trước trở nên bế tắc, vậy thì chúng ta hãy tự vẽ một cánh cửa cho riêng mình. Cuộc sống chỉ cần vẫn còn có thể thở thì hy vọng vẫn còn ở phía trước. Mộng tưởng chưa thành cũng đừng vội khép cánh cửa tâm hồn trăm năm. Quế nguyệt cũng không lâu dài như chúng ta tưởng tượng, với mỗi lần tiếc nuối thời gian lại ít đi, rồi cứ mỗi lần chần chừ thời gian sẽ không còn nữa. Cuộc sống không bao giờ có gì là tuyệt đối, không ai cả đời may mắn và chẳng phải lúc nào Mậu Tuất cũng là người đau khổ. Vấn đề quan trọng là Mậu Tuất phải tạo cho mình một nhân sinh tích cực để vượt qua sóng gió, biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an, đó chính là sức mạnh của sự lạc quan. Chỉ cần Mậu Tuất luôn có tinh thần nỗ lực, luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi việc, tích cực trong mọi lối suy nghĩ, Mậu Tuất đã có thể biến hóa cuộc sống theo ý mình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh 1958 thân mến, cuộc đời là sự liên tiếp của những ngày tháng khổ ải trần gian. Và cho những người mạnh mẽ có đủ sức mạnh, có thể vượt qua sóng gió để định hướng cuộc sống của mình, thì mới có thể đạt được thành công. Tâm huyết của chúng ta phản ánh trong từng thời điểm khác nhau, trong vận niên, con giáp sẽ gặp những sự thay đổi và thử thách riêng. Bước vào thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch, nhờ nhiều các tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình ra sao? Kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Trong 12 con giáp, người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ Tử Vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ địa chi Tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho mệnh chủ là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ,
Dù việc lớn hay việc nhỏ gì họ cũng cố gắng hoàn thành. Để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân, họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước. Phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có. Nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn gì dễ bị phản phúc lừa gạt. Cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông, họ là người có học. Tuy nhiên khó giàu, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà, trong bất cứ công việc gì họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng, bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và dị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật, mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thực và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn, để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm, nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Thời điểm từ nay tới Tết 2025 có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Mậu Tuất. Các Mậu Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch này, mọi việc mà Mậu Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Mậu Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng, chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Về công việc và sự nghiệp, Mậu Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức,
từ nay tới Tết 2025 âm lịch, các mối quan hệ xã giao của Mậu Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Mậu Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Về tài chính, thời điểm từ nay tới Tết 2025 có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn. Vào từ nay tới Tết 2025 là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm. Tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa và đặc biệt. Mậu Tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để Mậu Tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Đặc biệt, từ nay tới Tết 2025, sức khỏe của Mậu Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, Mậu Tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận đề phòng họa huyết quang. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngày sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi trong từng tháng âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ nay tới Tết 2025-2024 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho biết, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ tương hại cục, công việc gặp khá nhiều trở ngại. Mưu sự cũng khó được như ý, hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ. Thậm chí nếu chủ quan, bạn còn có thể gây ra những sai sót rất khó vãn hồi. Điềm báo tử vi cho thấy, cạnh tranh trong tháng khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Nên chú ý thái độ và cách hành xử để không vô tình đắc tội người không nên, nhất là chẳng may đụng phải kẻ tiểu nhân, sẽ rất bất lợi cho bạn. Cho dù tài năng của bản mệnh đã được khẳng định bấy lâu, nhưng trong tập thể vẫn có người tỏ ra không khâm phục, nhất là với những người đồng trang lứa, hay làm cùng vị trí. Đối phương thậm chí còn chẳng ngại che giấu sự đố kỵ, ghen tị với tài năng và thành quả mà bạn đang sở hữu. Nếu bạn không biết cách thu phục lòng người, sẽ rất dễ bị những kẻ đó gây chuyện thị phi sau lưng, nhằm triệt hạ uy tín. Đặc biệt là hãy luôn nhắc nhở bản thân làm việc một cách thận trọng và khôn khéo, để tránh sập bẫy kẻ xấu, tiền mất tật mang. Việc hợp tác có thể gặp trục trặc do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, bản mệnh càng nóng dội, càng dễ hỏng việc. Tuy hung giận khá lớn, nhưng bên cạnh đó bản mệnh cũng có nhiều cách tinh âm thầm trợ mệnh. Cơ hội để trở mình không phải không có, miễn là bạn bỏ ra nhiều công sức và sự nỗ lực lớn hơn. Tháng này, người tuổi Mậu Tuất có Thái Dương chiếu mệnh, nam mệnh có thể sẽ gặp may mắn hơn nữ mệnh về phương diện công việc. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được vận may này, bạn cũng phải đánh đổi bằng sự bôn ba, chứ không thể há miệng chờ sung. Vì vậy, công việc mà bạn đang làm sẽ khó tránh khỏi gia dấp. Cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu, đừng lý tưởng quá mọi thứ, đến lúc lại thất vọng vì việc không như ý mình. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm đế dượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, nhưng lại bị thương hại triệt tiêu gần như toàn bộ các vận. Thậm chí đế dượng xuất hiện ở thời điểm này còn dễ thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến bản mệnh trở nên cao ngạo, kiêu căng làm mất lòng người khác. Con giáp này cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kéo công việc gặp trở ngại. Hãy tĩnh tâm hơn một chút để suy nghĩ lại mọi việc mình làm, chỉ có như vậy bạn mới có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn sẽ có nhiều yếu tố phụ thuộc trong cuộc sống, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Hãy trang bị cho mình những giải pháp cứng cánh, giữ cho chính mình một tinh thần thép, một năng lượng tràn trề để vượt qua nhé. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch. Theo tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, con giáp này sẽ khó gặp may mắn về tài chính trong tháng mới, do bị tương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng, nên vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Tuất chưa thể ổn định ngay được. Tiền bạc cũng dễ bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này, con giáp này nên tập trung làm tốt các công việc hiện tại, không
không nên ôm đồm quá nhiều việc, kiểu việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu những hạng mục nhỏ, như vậy mới có thể hạn chế rủi ro xảy ra. Người kinh doanh buôn bán có thể sẽ bị cạnh tranh rất mạnh trong tháng, thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm, kéo doanh thu cả tháng sụt giảm. Đây không phải là thời điểm điểm phù hợp để bạn tung ra những sản phẩm mới, thay vào đó, hãy tập trung phát triển và cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có. Điểm sáng nằm ở Nguyệt lệnh đế dượng ở Mậu Tuất. Nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung quá cát, hung khí sẽ giảm dần. Nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá, chỉ cần bạn tính toán cẩn thận và thông minh hơn một chút. Đặc biệt là cần có sự nhạy bén khi quan sát biến động của thị trường thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, thu về lợi nhuận xứng đáng. Tuổi Mậu Tuất cũng nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên tiêu dùng, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn để bảo toàn tài khí. Cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác, có như vậy, tình hình tài chính mới thật sự ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng lúc lên lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng mới, có Nguyệt lệnh Lâm đế dượng phúc tinh quá giải, nên cục diện tương hại hầu như ảnh hưởng rất nhỏ tới phương diện tình cảm của bản mệnh. Vì thế tình cảm gia đình khá hài hòa, không xảy ra mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng, tuy không gặp sóng gió to lớn nào đe dọa. Các mối quan hệ cũng không xảy ra mâu thuẫn hay khắc khẩu nghiêm trọng, nhưng mọi thứ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi rơi ra sự nhàm chán tẻ nhạt. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 9 âm lịch. Do chịu tác động của hại thái tuế, sức khỏe của tuổi Mậu Tuất giảm sút, sức đề kháng suy yếu, một phần là do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống, phần khác do mải mê suy nghĩ cho công việc. Cũng chỉ vì suy nghĩ quá nhiều nên chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày của tuổi này giảm sút đáng kể. Đôi khi tâm tính bản mệnh còn rất dễ vui buồn thất thường, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Trong tháng, bản mệnh cũng cần đề phòng quả huyết quang, ra ngoài chú ý vấn đề an toàn giao thông. Con giáp này có thể cải thiện sức khỏe bằng cách bắt đầu bằng việc cải thiện chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Tốt hơn, nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để sớm chữa trị kịp thời. Khẩu quyết, hạn chế việc nhận xét về cuộc sống của người khác, nên tập trung vào bản thân. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu đen. Con số may mắn 27, 76 và 68. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy có nhiều khó khăn cản bước đường thăng tiến của người tuổi Mậu Tuất trong tháng 10 âm lịch này. Tuy nhiên, thực tế thì những khó khăn này đa phần bắt nguồn từ chính bản mệnh. Bạn cần thay đổi bản thân, khắc phục những khuyết điểm và những điều mình làm chưa tốt thì công việc mới cải thiện. Cục diện tương hình khuyên con giáp này, bản mệnh nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tâm trạng buồn bực, nóng nảy trong cuộc sống. Không phải điều gì cũng sẽ xảy ra theo đúng như mong muốn của mình. Điều bạn cần làm là chấp nhận và tìm ra những điểm mình làm chưa được tốt, từ đó có hướng khắc phục để ngày càng tiến bộ hơn. Khi mọi người xung quanh không đồng tình với những việc như bạn mong muốn, bạn cũng cần có lời góp ý nhẹ nhàng, dễ nghe, đừng dùng những từ đao to búa lớn, hoặc nổi trận lôi đình khiến đối phương mất lòng, đẩy quan hệ đôi bên vào cảnh căng thẳng. Bạn cần tìm cách để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, chứ không phải là tự tạo thêm kẻ thù cho mình. Thực chất tháng này, không chỉ toàn những điều khó khăn, bởi bản mệnh vẫn được các tinh trường sinh chiếu mệnh. Hãy chăm chỉ làm việc tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, thì đến khi bạn gặp khó khăn người khác cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất khuyên bản mệnh, khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn hãy luôn nghiêm túc, không trốn tránh trách nhiệm, rồi những gì bạn đóng góp cho tập thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 10 âm lịch. Có lẽ vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Tuất cũng khó mà khởi sắc được. Dưới tác động của cục diện tự hình,
Thời điểm này bạn khó nắm bắt được cơ hội. Thậm chí dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt thì bạn cũng dễ bỏ lỡ việc vì thái độ chần chừ do dự, thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình. Tháng 10 âm lịch là thời điểm con giáp này nên tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình với đối tác, khách hàng. Đôi bên không nhất thiết phải hợp tác ngay lập tức, mà có thể tiếp xúc với nhau trước khi tạo được sự nhất trí, thì hợp tác sau cũng không muộn, đến lúc đó sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn. Với người làm kinh doanh buôn bán, bản mệnh dễ vướng phải tranh cãi với khách hàng của mình, khiến đồng tiền khó đổ về trong túi. Bạn không nên nghiêm trọng quá vấn đề, hành xử nóng nảy gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh phân tích các vấn đề và tìm ra lối hành xử phù hợp nhất. Chứ làm mất lòng khách hàng thì về lâu về dài bạn cũng là người chịu thiệt thòi mà thôi. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên con giáp này hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hay làm việc thiện rồi sẽ nhận được quả ngọt tương ứng. Nếu dư giả hãy giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có thể trong quá trình làm việc thiện, bạn còn làm quen được với quý nhân hoặc người có cùng chí hướng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn sau này. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 10 âm lịch, chuyện gia đạo của người tuổi Mậu Tuất khá ảm đạm trong khoảng thời gian này, chủ yếu là do tâm trạng của bản mệnh thường xuyên buồn bực không vui, thậm chí dễ nóng nảy, cáu giận với những người thân thiết nhất với mình. Đã là người nhà thì chẳng có chuyện gì là không thể chia sẻ cùng nhau và giúp đỡ nhau cùng vượt qua. Quan trọng là bạn có thật sự muốn người nhà giúp đỡ mình hay không mà thôi. Các cặp vợ chồng có xu hướng tranh cãi liên miên về những quan điểm đối lập. Tuy nhiên, dù như vậy thì đôi bên cũng cần cố gắng bình tĩnh để có thể trò chuyện với nhau. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 10 âm lịch, thái tuế hung tinh chiếu mệnh, người tuổi Mậu Tuất cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là khi xuất hành xa nhà hoặc khi vận hành máy móc, lao động tay chân. Bạn cần làm việc khi đang tỉnh táo, tránh làm việc quá sức của mình, kẻo gây ra những sự cố đáng tiếc, kể cả trong hoạt động thể dục thể thao. Con giáp này cũng cần biết lượng sức mình, nếu cố gắng quá sức thì dễ gặp phải hậu quả khó lường, dù ở độ tuổi nào đi nữa. Bạn cũng cần vận động và sinh hoạt khoa học hợp lý, như vậy mới có thể khỏe mạnh được. Khi tâm trạng buồn bực mà không thể chia sẻ với ai, bạn cũng có thể ra ngoài nghỉ xả hơi, hít thở bầu không khí trong lành. Như vậy bạn có thể quên đi nhiều phiền não và sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khẩu quyết: có những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy biết ơn. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu đỏ. Con số may mắn 36, 65 và 80. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 11 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu. Ở tháng dượng vận khí như này, lại có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật, bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Lại thêm tả phù các tinh chiếu mệnh, báo hiệu có sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tuổi Mậu Tuất cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, năm lần bảy lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua một cách rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa, tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét do nóng mắt. Thiên Cẩu hung tinh nhắc nhở hung họa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân.
Dẫu không có ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 11 âm lịch. Ở phương diện tài lộc, tháng này mang tới cho tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Người tuổi Mậu Tuất với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ, nên nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt. Tài vận khá sáng, được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy, thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên. Bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh. Thêm cả thiên tài báo hiệu, bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại, lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh. Trong tháng này, có thể tận dụng lúc này, tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi, cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Khi có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù, thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính, mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cẩu hung tinh hoành hành. Sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt, nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của tuổi Mậu Tuất được thuận buồm xuôi gió. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, bạn cảm thấy được sự động viên tinh thần của mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy thể trạng của tuổi Mậu Tuất trong tháng này khá tốt, bản mệnh lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể cho mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý, trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu thiên cẩu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Mậu Tuất nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp thì nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Khẩu quyết: trải qua sóng gió, bạn sẽ có lối sống đơn giản và chọn hạnh phúc hơn là vật chất. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu cam và màu trắng. Con số may mắn 28, 88 và 86. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, những người tuổi Mậu Tuất sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng, những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự phấn khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để bản mệnh nắm bắt thời cơ, củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Lại thêm thiên ấn xuất hiện trong tháng này, báo tin vui cho con giáp tuổi Mậu Tuất biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sự phối hợp ăn ý giữa mọi người, giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn phải làm một mình,
Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình, dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc các khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sự sáng tạo trong công việc của mình. Bây giờ, việc của bạn là mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng sẽ là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy thành công. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Mậu Tuất cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bạn, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi Mậu Tuất vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế thì cũng chớ nên tỏ ra quênh quang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chứ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ thái độ không đúng mực, kêu gọi tiểu nhân tự rước họa cho bản thân. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tài lộc của tuổi Mậu Tuất vượt lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, bên cạnh khoản lương cứng. Với biểu hiện xuất sắc của mình, Mậu Tuất còn có thể nhận được các khoản phụ cấp đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chi doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng chạp cận Tết cuối năm, là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc, giúp tài khoản của Mậu Tuất tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về, nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Mậu Tuất được khuyên đừng quá vội vàng đưa ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình, chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất. Khi đó bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần. Cho nỗ lực suốt cả năm qua, dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 12 âm lịch. May mắn tiếp tục đồng hành với Mậu Tuất ở phương diện tình duyên tháng này, chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều niềm vui, nhờ bán hợp đồng hành, gia đình an vui, vợ chồng đồng lòng vuông vén nhà cửa. Những ngày cận Tết này chuyện nhỏ, chuyện lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến đối phương, nhờ vậy mà không khí gia đình luôn ngập tràn sự ấm cúng, gia đình hòa thuận. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 12 âm lịch. Điều duy nhất mà tuổi Mậu Tuất cần quan tâm là vấn đề sức khỏe của mình trong tháng này, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nên những vấn đề tưởng nhỏ như mất ngủ, ăn uống không ngon miệng lại khiến thể trạng của bạn sa sút nhanh chóng. Bệnh cũ cũng có thể tái phát nếu trong thời gian qua nếu bạn lơ là việc chăm sóc sức khỏe, những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống không lành mạnh sẽ khiến bạn phải trả giá. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở bản mệnh khi đi lại, làm việc cũng nên cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn nhất là trong những ngày cuối năm này. Khẩu quyết, có tiền bạn nên xử lý các khoản nợ có lãi suất cao càng sớm càng tốt. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu xanh lá và màu đen. Con số may mắn 17, 99, 40. Trên đây là tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh 1958.
từ nay tới Tết 2025 âm lịch, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.